Trọng Nguyễn Văn ơi, thế bây giờ không bán hàng thì kiếm sống thôi. Ra anh hỏi em, có một cái cửa hàng này nhiều người đang mơ ước lắm. Anh nghĩ là em khi đang mơ ước cửa hàng như anh để bán đấy. Nguyễn Hùng, anh chia sẻ đi nhá. Ê, chưa nói là đấy, bán hàng này chắc theo ý của em là cũng không bao giờ phải đi làm gì cả, chứ còn bán hàng này là xấu à? Đi cướp. Hay là đi em cướp hả bạn? Thế mà sao lại đã báo là xe sắt? Đã báo là đi ăn cướp hay đi em cướp? Hay là đi giết người? Báo lên tổng cái bọn nó ấy. Đây để em lấy mặt. Rồi, bây giờ em gửi chị báo hơn đơn để kiểm tra trả lời lại em luôn nhé. Không em làm nhắn tin lên vi phụ nhá. Rồi, thế hồ sơ. Ok, Quang Tuân nhá. Đây, nhân viên nhà mình sẽ check đơn này. Em ơi, check đơn của Quang Tuân kìa. Thì mấy trang á? Em ơi, em nhắn qua Tuân là nhắn luôn vào cái đa, anh đang like ở đây. Trang nào? Em nhắn luôn vào cái trang anh đang trai đang like này. Em nhá. Chuẩn luôn đấy. Anh Dũng ơi. Nay 7 ngày rồi anh kiểm tra đơn bên chuyển đúng rồi. Hoa sinh viên. Hoa sinh viên này cái tên một tuần. Mấy ngày rồi, khổ thế nhỉ. Từ hôm trong hôm lễ. Hoa sinh viên số điện thoại. Chán thật đấy Gia Huy ạ, hỏi toàn những câu nói chuyện toàn câu dở hơi. Alo. Chắc bây giờ phải đi giết người, đi cướp của. Alo. Đi ăn cắp, đi ăn cướp. Thì đi bán ma túy thì bây giờ gợi ý các bạn đấy. Bạn này đã đặt hàng từ hôm lễ. Mấy hôm trước nhận rồi, mấy hôm trước anh đã đi làm. Vũ Trọng không cần phải phí. Đúng đi có vấn đề gì? Không biêu cục cũng nghỉ nhưng mà không đến mức độ của Hòa sinh viên lâu dài đâu. Không mà được làm sao được, đơn của anh giao bàn giao cho em hết rồi anh Hòa làm sao được. Các bạn thôi qua mẫu đi. Đây các bạn ơi, như đôi này đi cực kỳ sướng luôn, như mình đang dùng đây có hai màu. Đủ size luôn nhá. Đấy như đôi mình đang dùng này. Đấy, đẹp. Đừng quan tâm với mấy thành phần rác rưởi. Ok bạn Bùi Định Nguyễn nhá. Chắc cái Hòa sinh viên chết dở nhỉ. Bạn 22 nhá. Ok bạn Định Nguyễn nhá. Hết sóc rửa hết giày 125k anh em ạ. Nhìn rẻ đẹp. Alo. Biết gì. Tôi bảo hành với bạn luôn mà là bạn Nguyễn thì bạn ấy không phải là ok đâu. Không sao đâu anh, nhiều khi lạc đơn nói chuyện bình thường. Nếu mà em là họ sinh viên là em được thông cảm, những người được thông cảm thì biết nghe được nghe em, đúng là anh cũng cảm thấy nhẹ lòng. Anh cảm ơn Hòa sinh viên rất nhiều nhá. Để tí ngày mai, trong ngày mai phải xử lý bằng được việc này để xem bưu cục nó làm kiểu gì. Nên Hòa sinh viên thông cảm cho anh nhá. Cảm ơn em rất nhiều nhá. Hòa sinh viên nói rất là ấy luôn nhỉ. Cái không phải cái gì là cái nick nghe đã hay rồi. Sinh viên nghe mình đã thấy kiểu hay rồi.